Xin chào mọi người, Huỳnh Như rất vui khi gặp lại mọi người. Ở ngoài kia có rất là nhiều chương trình giải trí, có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng cảm ơn bạn đã ở lại và xem Chuyện Bông Đào. Đây là nơi Như và các khách mời sẽ gạt bỏ mọi bộn bề của cuộc sống và ngồi lại với nhau tâm sự, chia sẻ, trải lòng về những điều mà mình đã trải qua. Và ngày hôm nay với Chuyện Bông Đào sẽ là một cậu em trai rất dễ thương, hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát và được mệnh danh là ông Hoàng bán đá me, Lê Quốc. Xin chào tất cả mọi người, em là Lê Quốc. Đây là chương trình đầu tiên em tham gia với cái ngồi trò chuyện như thế này đúng không? Đúng rồi, cái này là chương trình đầu tiên em tham gia. Với lại những cái hồi trước giờ ai mà phỏng vấn em cũng ngại lắm. Vậy hả? Dạ. Có ở nhà làm clip á, thì em sẽ kiểu như năng động hơn. Tại vì cái đó là chủ hữu bản thân của em làm ra cái video. Mình thì... với cái điện thoại mình sẽ tự tin hơn. Nó sẽ tự tin hơn. Em yên tâm đi, mấy anh quay phim rồi là anh bịt mắt hết. Ừ, anh sẽ không có dòm em đâu. Đó, mấy đứa cũng đừng dòm Quốc luôn, em chỉ dòm chị thôi, đừng thèm quan tâm tới mọi người ở ngoài. Dạ. Ok, mỗi tập Chuyện Bông Đào sẽ mong muốn khách mời đem đến một cái món đồ ký ức để dùng cái món đồ đó để gợi nhớ lên những cái kỷ niệm mà bản thân mình đã cùng nó trải qua như thế nào. Thì không biết là hôm nay em đem đến Chuyện Bông Đào món đồ ký ức của em là gì? Em có đem hai một món đồ đó là hai cái điện thoại và hai cái câu chuyện nó khác nhau luôn. À, là một cái điện thoại đầu tiên là một cái điện thoại iPhone 8. Là nó bị hư rồi, cái này là của ông anh ở bên Mỹ anh cho. Em đã từng làm YouTube và không thành công. Và trên đường YouTube em cũng có làm nấu ăn và có quay về từ thiện cũng có. Sau cái đó là em làm cảm thấy là nó không mang được cái thu nhập cho em, nhưng mà cái lượt view thì không có và lượt follow cũng không có luôn. Chính vì đó bắt đầu em mới quay lại em nghĩ. Sau khoảng cái thời gian dịch đó em mới quay về quê rồi tình cờ quay một cái clip chơi cho vui thôi. Đăng lên up lên TikTok mà 3-4 ngày sau nó mới lên clip. Clip nó mới lên rồi view à. Từ đó cái tự nhiên cái cảm nhận mình đam mê mình nó vẫn còn. Bắt đầu mình làm những cái clip sau. Trong khoảng thời gian 3-4 năm đó thì em làm nghề gì? Em làm công nhân, có làm bán bưởi ở Bình Dương cũng có. Và trước em làm công nhân là ở Bình Dương. Là em đi bán bưởi cho người ta hay là em tự mở sạp bưởi em bán? Không có, em bán hàng rong á. Em chạy chiếc xe cà tàng mà em bán, em lấy từ ở bên Bắc Tân Nguyên là cũng của gấp danh với ở bên Đồng Nai á. Từ bữa đó em chạy về đây, về tới Hủ Dầu Mò là khoảng 60 cây. Mà mỗi ngày em phải chạy như vậy là khoảng 100 ký bưởi. Mà ngày nào em cũng chậm dưới là em bán hết. Là chạy đi chạy về? Dạ đúng rồi, chạy đi chạy về 60 cây. Sáng thì em chạy đi đoạn lấy thì tới tầm trưa trưa là em lấy về là tới cái chỗ chợ bán là khoảng tầm 7 giờ 8 giờ là phải 4 5 giờ là em hức rồi. Còn cái câu chuyện vui nữa là cái điện thoại này á, khi mà em edit clip á nó kiểu như nó cũ rồi thì nó nóng lên. Ừ. Cái em nó đứng á, xong cái em đem vô để vô trong cái tủ lạnh ngăn đá. Em ai suối mà để vô tủ lạnh ngăn đá? Em không có suối mà cái vấn đề là nó nóng quá, em chịu em tính làm clip cho nhanh để em up clip lên liền. Nhưng mà tình cờ nó nóng quá thì em bỏ vô trong tủ lạnh ngăn đá. Có những cái khúc mà em nhầm bữa em bị quên á, em bỏ đâu cả tiếng đồng hồ luôn. Là ra là như cục nước đá luôn. Dạ đúng rồi, nó lạnh nó ướt hết điện thoại luôn. Chính vì đó là cái điện thoại này nó hư giờ do nó vô nước vô trong cái mạch của nó. Rồi từ bao giờ em quyết định là lại mở nhà luôn, em không có đi bán bưởi, em không có đi ra Bình Dương em làm nữa mà em ở nhà để em làm những cái nội dung này luôn. Trước đó là dịch đó, em mới về quê mới lên Bình Dương lại bán bưởi xong rồi em thấy cảm thấy trên Bình Dương nó không có gọi là nó ngọt ngạt quá. Thì em mới quay về quê lại, thì em tính về quê làm công nhân tiếp, nhưng mà cũng chính vì một cái clip đó nó lên rồi bắt đầu em làm tiếp tục. Rồi nhưng mà phải có cái quyết định để khi mà nghỉ làm công nhân để ở nhà chuyên tâm để xây dựng nội dung luôn chứ. Cái lúc đó là em được anh Nhân, anh Thiện Nhân. Nhưng mà anh Nhân rủ đi Sài Gòn lần đầu tiên, lên Sài Gòn đi tham gia chương trình của Cô Gái Bông Đào. Cái đó là chương trình lần đầu tiên em gặp chị luôn. À, là lần đầu tiên em lên em gặp luôn. Dạ đúng. Là lần đầu tiên đó là bắt đầu em mới được anh Nhân hỗ trợ quay clip, hỗ trợ về những cái nội dung mà hướng đi sao cho nó ok nhất có thể. Thì chọn vé một cái là em thích nghi về những cái anh Nhân chỉ. Rồi sau này thấy có bán hàng cho anh Nhân nữa? Có, em có gắn affiliate rồi nói chung là tiếp thị liên kết, cũng có doanh thu ra khá. Rồi em mới nuôi được bản thân. Nuôi được bản thân và cuộc sống của em hiện tại. Sau một khoảng thời gian cũng đâu có năm á, có nhờ một bà chị là
ở dưới này tao cũng có cái bán cái món này nè, mày thử mày đem về mày bán thử đi coi được không. Đó, tình cờ từ đó thì em mới đem về cái em nghiên cứu và cái quá trình nó nấu như thế nào. Đó là đá me nha, hiện tại shop em đang bán. Rồi cái điện thoại này thì sao? Cái điện thoại này là cũng là một cái kỷ niệm đối với bà nội. Là sau khi hư cái điện thoại này? Sau khi hư, gần hư thôi chứ chưa có hẳn là nó hư, vẫn còn làm được. Nhưng mà em cảm thấy là bỏ vô tủ lạnh thì như vậy hoài thì thế nào nó sẽ cũng hư. Với lại thì... là xài nó rất là nguy hiểm. Dạ đúng rồi. Bữa đó là đi chùa với nội, có năn nỉ nội là bà nội lúc đó là chưa tin là cái nghề này đã kiếm tiền được trên nền tảng. Cho nên nội không biết được. Thì mới xin là mượn nội là lúc đó là mượn 15 triệu á, mà bà nội có tiền cho mượn luôn. Wow, bà nội tiền để dành già đó, yeah. Mấy người già hay để dành tiền đó. Sau tình cờ bà nội đó cho mượn thì mua, quay đến bây giờ là cũng được 4-5 tháng rồi đó, bắt đầu em mua cái điện thoại mới nữa. Mọi người chỉ thấy Quốc ở trên clip thôi, và đa số thì Quốc sẽ chia sẻ về những cái nấu ăn nè, những cái mà Quốc đi chơi, rồi với gia đình, bạn bè, chứ chưa bao giờ nghe em chia sẻ về cái cuộc sống của mình. Yeah. Thì chị mong rằng là trong chuyện bông đào, khán giả sẽ hiểu em nhiều hơn, sẽ lắng nghe em nhiều hơn, và sẽ biết rằng là em đã từng phải cố gắng rất nhiều như thế nào để mình có thể được những cái điều như ngày hôm nay. Em đã nói là em đã làm công nhân nè, rồi đi bán bưởi. Thì chắc chắn là chị cũng đã từng gặp Tuấn nè, tham gia chuyện bông đào khi Tuấn cũng đi làm công nhân nè, rồi cũng có rất là nhiều bạn là từ những cái khó khăn trong cái lúc mà mình chưa tiếp cận với nền tảng TikTok, mình chưa có làm nội dung sáng tạo, thì ai cũng gặp khó khăn hết, thì chị nghĩ em cũng không ngoại lệ đúng không? Dạ. Trước kia em có làm hồ, mà lúc đó hình như em nhớ không lầm là em khoảng 15-16 tuổi thôi là em đã đi làm hồ rồi. À, đi làm hồ ở đây là, quý vị khán giả ơi, đi làm hồ ở đây là đi làm bưng bê gặp rồi, phụ đi, cho đi phụ công trình đó. Đó, đi làm thợ công trình xây nhà đó mọi người. Cái đó là lương á, thì ngày thì chấm đủ cho em. Nhưng mà có cái là cái giờ tăng ca của em á, cái ông chấm công cho mình á, ông quản lý, đúng không? Thì chấm đến chừng mà khi ra mấy chục tiếng tăng ca, mà tới khi mà chấm xong rồi á, thì ra lãnh tiền á, thì nó có mấy tiếng tăng ca. Ừ. Đó. Sao? Thì mình cãi không lợi người ta, lúc đó mình làm thuê cho người ta thì thôi mình bỏ, chứ không lẽ bây giờ mình làm gùm beng lên làm như thế nào. Trong đó lúc trong khoảng thời gian đó rất là nhiều người luôn, nhưng mà trong đó là hình như ai cũng bị là mình bị chèn ép trong cái lúc mà mình đi làm công nhân đó. Dạ đúng rồi. Vậy là trước khi mà Quốc tham gia làm video trên TikTok là em chỉ làm công nhân đi bán bưởi, rồi có làm gì khác nữa không? Thở hồ, rồi còn làm gì khác nữa không? Trước kia hả, lúc đó là em còn nhỏ, em có tham gia vô hoạt động là bán vé số nữa. Tham gia trong hoạt động bán vé số nữa, thấy ghê quá vậy. Rồi, là bao nhiêu tuổi là đi hoạt động kinh doanh bán vé số? Em nhớ hình như lúc đó là 10 tuổi à. Mới 10 tuổi à? Rồi đi bán với ai? Em đi bán một mình. Đi bán một mình. Sau đó là em có dẫn dắt thêm mấy đứa em nữa đi bán chung vòng vòng nữa. Dẫn dắt thêm mấy đứa em trong hệ thống kinh doanh bán vé số nữa. Ok, rồi. Vậy thì trong cái lúc bán vé số đó, mình mới 10 tuổi thôi, thì tới bây giờ mình có ấn tượng gì về cái lúc mà mình đi làm đó không? Em nhớ đợt đó là tờ vé số 10.000 là trúng 1.500.000. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó là nó còn nằm cái khoản giải giải phụ nữa là ăn ủi. Là 100 triệu. Đúng rồi. Đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó là em bán hình như là còn đúng một tờ luôn. Thì em thấy 10.000 thì nó không tới đâu, nhưng mà em không chừa, em cố gắng em bán cho nó hết luôn. Sau khi chiều lại thì tờ giấy số đó nó trúng. Là tờ giấy số cuối cùng mà em chừa lại nó trúng? Không, em không có chừa, em bán luôn. À. Em tính chừa nhưng mà không có dám chừa, thì kiểu như tiếc 10.000 đó đó. Đúng rồi, tại vì là nếu mà bán giấy số thì một tờ nó thời đó nó cho lời có 1.000. Đúng rồi, 1.000, 1.001 à. 1.000, 1.001 mà bán 10 tờ như vậy mới lời được 10.000. Dạ đúng. Mà nếu lấy tờ đó là bằng đi bán 10 tờ. Thì đúng rồi. Khi mà mời người ta mua á, là thường á, những người nào mà khách mà kiểu như sọp lắm, người ta mua chừng 5 tờ thôi. Mà mình bán được mà còn tờ đó 10.000, mình chừa lại nó uổng lắm luôn. Là mình phải đi mời cỡ 4-5 người khách nữa. Ừ. Mà chưa chắc gì người nào cũng mua. Đúng rồi. Rồi cuối cùng bán cho một cái người nào em còn nhớ không? Cái người đó bây giờ đã mất rồi. Nhưng mà cái người đó là cũng dùng họ trong nhà. Và người đó trúng cái tờ an ủi đó. Ừ. Mà nếu như lúc đó mà một thanh niên 10 tuổi mà trúng cái tờ an ủi đó thì giờ chắc cái cuộc sống nó khác, không được làm TikTok nữa đâu ha. Tại vì lúc đó 100 triệu nó lớn mà. Dạ đúng rồi, đúng cái khoảng thời gian đó là 100 triệu nó rất là lớn. Vậy là cái đó là một cái kỷ niệm mà chắc là em cũng khó quên.
Dạ. Khi mà lúc mà biết trúng vậy đó là ở nhà có tiếc có tiếc, có la. Tất nhiên là có la rồi. Tại sao mày không đem về cho tao kiểu vậy? Trời ơi, nhỏ có biết gì đâu, nhiều khi đem về không trúng lại bị la tiếp. Đúng rồi. Ừ. Ok. Vậy thì nhưng mà tại sao chị thấy là đa số là trong cái video của em á là làm về các món ăn. Vậy thì có phải là tại vì em được làm việc với anh Thiện Nhân, rồi cũng như là được tiếp xúc với Thiện Nhân cho nên là em cũng làm theo cái lối clip của anh Thiện Nhân hay không? Hay là tại vì bản thân của em trước đó cũng làm mê về mảng food? Trước kia thì em đã làm YouTube về món ăn rồi, thì em cũng biết một chút cơ bản về nó, nhưng mà có cái cốt cách mà để em chia sẻ với mọi người á, thì cái cuộc sống của em nó xung quanh nó giống y chang nhau, tại vì miền Tây với miền Tây nó giống nhau. Mọi người thì cứ nghĩ là em được anh Nhân hỗ trợ. Anh Nhân hỗ trợ em á, thì cái vấn đề là không phải là cái đó mà em phủ nhận. Anh Nhân hỗ trợ về những cái mà về sáng tạo nội dung nhờ clip nó có bị vi phạm hay không. Đó, anh Nhân có chia sẻ và cái cách anh Nhân á chỉ thì nó mình sẽ bị ảnh hưởng một phần nào đó. Nhưng mà cái thế mạnh của mình trước đó cũng là làm về món ăn rồi. Dạ đúng rồi. Cho nên em làm đến tận bây giờ mà chị thấy em làm rất tốt chứ, mọi người coi thấy nó dân dã. Dạ, mang luôn. Mọi người cũng rất là thích và đồng tình luôn. Dạ. Nhưng mà em có nghĩ tới một việc đó là sau này nền tảng nó ngày càng một khó hơn, và cái việc mà một cái người review, một cái food review và một cái người nấu về các món ăn đó, nó không còn ít nữa, nó rất rất là nhiều luôn. Thì cái định hướng của em về việc đó, em có muốn thay đổi nội dung của mình trong tương lai hay không? À có chứ. Rồi trước Tết là em đã thay đổi nội dung rồi, là khi em đã kết hôn rồi thì là em đã có nhà ý trước đó là em muốn diễn kịch nhiều hơn, tại vì hồi trước kia em quay á thì quay với nội, nội không diễn được. Ừ. Đó, rồi có quay với con bé Kim nhỏ nữa, thì hoàn toàn mấy cái đó là con bé nhỏ, thì với bà nội thì hoàn toàn em lên kịch bản và em chỉ cho diễn thôi chứ thật ra không biết gì diễn. Ừ. Cho nên là em muốn lắng sang và diễn video cho nó dài hơn để thay đổi, đúng không? Tại vì đôi khi chính mình, thật sự đôi khi chị làm video nhá, chính mình nhìn video của mình còn cảm thấy bị chán. Dạ đúng rồi. Thì đừng nói tới là những cái vị mà khán giả họ xem mình, thì mình tâm thế như thế nào thì họ cũng sẽ như vậy. Với rất nhiều sự lựa chọn ngoài kia thì mình lại cạnh tranh quá nhiều. Dạ. Thì cũng giống như mình thôi, mình xem clip mình thấy ôi sao mình xem mình lướt hoài mà sao mà thấy những cái món ăn hoài thì mình sẽ bị chán. Thì người ta xem mình cũng như chán. Thì em mới nghĩ ra là thôi bây giờ mình sẽ hay đổi content liên tục cũng được. Mình các cái nội dung khác nhau. Rồi bây giờ mình quay lại câu chuyện hũ đá me đi. Ok, bây giờ cái hũ đá me nó đã thay đổi cuộc đời em nhiều hay không? Thay đổi rất nhiều. Rất nhiều. Rất là nhiều. Thay đổi tới cuộc sống, gia đình và đến những cái mọi thứ xung quanh như là vật chất. Kinh tế nó cũng phát triển hơn. Dạ đúng rồi, kinh tế thì nó phát triển hơn rất là nhiều. Mà nếu như sau này mọi người ăn me riết mọi người chán á, chị ví dụ nha. Nếu như sau này mọi người uống đá me riết mọi người chán, em có cái kinh doanh thêm món khác không? Có chứ, trong dự án em sắp tới là sẽ có. Món gì, món gì? Chưa có bí mật, cái này là tại bí vì... Bí mật? Dạ. Nhưng mà mình sẽ kinh doanh nhiều hơn. Dạ đúng rồi, tại vì em muốn cho mọi người thay đổi. Cũng giống như mình sáng tạo nội dung thôi, mình cũng muốn cho mọi người hưởng thức những cái món khác nhau và nó ngon khác nhau nữa. Chị hỏi cái này, và cũng như câu hỏi này cũng chị cũng hỏi rất là nhiều bạn đã tham gia podcast rồi. Ở đây là một cái sự trải lòng để mọi người hiểu em nhiều hơn thôi, chứ chị cũng không muốn là phải là hỏi những cái câu hỏi mà gắt gao đâu nha. Tức là sau những cái thành công của một người làm video sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok, cũng như là em đã có được một độ nhận diện nhất định và cũng đã có sự thành công qua những cái năm tháng mà em làm video, thì có bao giờ em nghĩ mình là người nổi tiếng không? Không bao giờ em nghĩ là em là người nổi tiếng hay là người có sức ảnh hưởng trên nền tảng TikTok hay là các trang mạng khác. Chưa bao giờ em nghĩ những cái điều đó, tại vì mọi người đánh giá em vậy thôi, chứ thật ra trong lòng em không có. Mình chỉ cảm thấy là mình được may mắn. Đúng rồi. Mọi người yêu thương mình thôi. Những cái video mình làm tình cờ may mắn là nó lên view thôi, chứ thật ra em không nghĩ là, chưa bao giờ em khẳng định em là người nổi tiếng hay là người sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cả. Rồi hỏi thêm về đời sống hôn nhân gia đình nha. Hiện tại là Quốc đang sống với bà xã đúng không? Với lại hiện tại là em đang sống cùng với ai, những ai trong gia đình? Hiện tại thì em đã có hôn nhân thì em sống với vợ và với ba em. Mẹ em thì đang bán bánh bò ở Bình Dương. À
ấy, hình như em có một cái người chị cũng làm TikTok bán bánh bò đúng không? Không, cái đó là em gái ruột của em á. Em gái ruột hả, chứ không phải chị hả? Dạ em gái. À, mọi người kiểu như là mọi người làm tưởng là mọi người cứ hỏi em là ủa Lê Quắc, ủa cái này là chị gái bán bánh bò. Mọi chị cũng tưởng vậy. Nhưng mọi người cứ khẳng định là tưởng đâu là bạn đó là chị của em không à. Nhưng mà thật ra là em gái ruột của em á. Em gái ruột. Bà cũng làm TikTok luôn, bà cũng lên TikTok mà bán bánh bò. Là cái đó có phải em chỉ cho em gái không? Hay là bé nó tự mày mò rồi nó làm? À, bánh bò đó là mẹ em ra công thức rồi mẹ em bán chứ. Không, ý chị nói cách để quay clip lên TikTok nó duyên như vậy. Và nó cũng quay về cái hành trình bán bánh bò như vậy là em dạy cho em gái hay là bé nó tự quay tự đăng? Mới bắt đầu thì bé quay cũng không có hay lắm, thì em cũng có hướng dẫn. Thì nó chỉ phát triển một tí xíu thôi chứ cũng không có lên được một cái tầm cao lắm. Nó không có cao lắm rồi nó đi một cái đà từ từ lên. Là mẹ là hiện tại sống với em gái? Em gái về luôn rồi. Em gái về luôn rồi. Em gái về quê sau ba về trước. Thì trong cái khoảng thời gian đó em gặp biến cố ở nhà rất là nhiều thứ. Gọi là mọi người xung quanh kiểu như làm việc thấy em làm có tiền á, thì mọi người cứ ghét và chăm chích và để trong cái nhà của em. Thì mỗi khi mà kiếm chuyện á thì em chịu đâu có nổi đâu, thì bắt buộc em phải di dời cái chỗ làm em đi ra nhà ngoài ở. Thì trong cái khoảng thời gian đó là ba mới về để giải quyết cho nó im đẹp, để làm cho nó không có bị vướng bản mấy cái việc mà lời chửi mắng nữa. Xong rồi ba em về khoảng thời gian em là qua đám cưới, cưới vợ xong rồi thì em gái với em gửi về luôn và làm cho em luôn. Là trước đó em có nói với mẹ là kêu ba với mẹ hận người ở nơi cũng không có được, thì về ở với con đi để cho có ba có mẹ luôn, và về chăm lo chăm sóc gia đình cơm nước hàng ngày. Thí dụ như mà lỡ như mà có bệnh đau mà giả thì em là người lo chứ ai đâu mà lo. Đúng rồi. Nhiều khi ở ngoài đâu có biết được là mẹ chung mẹ sống ngoài một mình, đâu có biết mẹ bệnh giờ nào. Rồi đâu có biết được là bữa nào mẹ khỏe thì mẹ tự đi mua thuốc được, rồi bữa nào mẹ mệt quá thì ai mua thuốc cho mẹ. Hay là khi mà mẹ đã bệnh mà tới mức nỗi mà không lo cho bản thân được rồi ai mà lo. Thì em cũng có nói nhiều lần nhưng mà em không có thổ lộ hết bản thân của em ra. Em chỉ nói vài câu để cho mẹ về thôi, nhưng mà ca là em nói không trong ý của em thì muốn mẹ về, nhưng mà cái từ ngữ của em nó không có thuyết phục được mẹ. Và đến hiện tại thì mẹ vẫn ở Bình Dương. Dạ đúng rồi, hiện tại mẹ vẫn còn ở Bình Dương. Mà khi mà mình thuyết phục như vậy không được thì có bao giờ mình kiên quyết hơn không, để mong mẹ về ở chung với mình, hoặc là có những cái hành động nào để mẹ hiểu là mình đang rất muốn mẹ về với mình để bớt đi cái việc là sức khỏe rồi được lo lắng rồi được chăm sóc mẹ. Em thì em thật ra em ngại về cái mặt tình cảm á, thì em không có thổ lộ ra cho mẹ biết hoặc là ba biết, em chỉ để trong lòng thôi. Nhưng mà thường á thì sẽ có ba mẹ nói chuyện thì ba mẹ chỉ nhắn gửi với nhau, thì mình nhiều khi mình ngồi kế thì mình cũng nghe được là mẹ cũng muốn nhà ý là coi thử coi là mày có kêu tao lần nữa không để tao biết tao về kiểu vậy. Nhưng mà ra thì em cũng nhắn lại, nhắn gửi thôi chứ cũng không có nói trực tiếp. Cái vấn đề đó em cũng không thổ lộ ra thôi. Vậy điều gì mà làm cho cái khoảng cách nó phải vướng bận một cái đó là để phải nhắn gửi như vậy? Mà tại sao em không mở lời em nói một câu để cho mẹ có thêm cái động lực mẹ về với em? Đó, cái đó là đối với mẹ em. Đối với mẹ em. Rồi vậy thì bây giờ nếu như mà chương trình này phát sóng, nếu như mà mẹ em có được xem cái chương trình này thì em có muốn nói gì với mẹ thông qua cái ống kính này thôi, thì coi như cái ống kính này là một cái khoảng cách mà từ xưa đến giờ em không thể nào thổ lộ ra với mẹ được. Bây giờ thông qua cái ống kính này em muốn nhắn gì với mẹ, biết đâu khi mà mẹ nghe được những điều em nói, nghe được những điều mà em muốn mẹ về, thì gia đình mình đoàn tụ đó, mình được sum vầy hơn, vui hơn. Em nói gì em cứ suy nghĩ đi. Nói chung là mọi người ơi, đàn ông á thì họ rất là khó để có thể thổ lộ cái tâm sự của mình, và cũng như những điều họ nói ra thường cái tình cảm họ sẽ không có thể hiện bằng lời được. Cho nên là Quốc ở đây là chắc là cũng là đang rất là ngại ngùng. Nói chung là em á thì rất muốn mẹ em về. Nhưng mà có đôi khi em có nghĩ rằng là nó chưa đủ cái sự chân thành để một người ta cảm nhận được là em muốn về hay không? Đôi khi cô về cô ngại ấy.
cô ngại rất nhiều thứ mà em lại không có thêm một cái động lực nữa, thì cô lại rất là khó để bước qua cái rào cản đó, không chỉ với em mà cũng rất là nhiều người xung quanh nữa. Chị không biết câu chuyện gia đình như thế nào, nhưng chỉ cần có một chút động lực thôi, chỉ cần có một chút gì đó gọi là vơi bớt cái khoảng cách, và cũng như một cái gì đó, một cái giống như một cái nắm tay em với mẹ vậy đó, là đủ để thấy, để mẹ có cái, để mà mẹ đủ lý do để mà mẹ có thể gạt bỏ hết những cái lời nói không tốt để mà về ở với gia đình. Thì chị nghĩ là chắc là em cũng muốn mẹ em về lắm, nhưng mà một cái rào cản, nói chung là trên này cũng hơi khó nói. Ừ, đối với chị á thì bản thân của chị, gia đình là trên hết, tất cả mọi thứ đều không quan trọng. À, cái niềm khao khát của chị đó là chị cũng có một cái gia đình không có trọn vẹn đâu, thật sự. Và đến hiện tại gia đình của chị nó trọn vẹn trở lại rồi. Đó là chị phải cố gắng qua từng năm, từng tháng. Và cũng giống như em, chị cũng phải đi làm để có thể có được cái kinh tế vững trải, để có thể gia đình của mình nó được trọn vẹn trở lại giống như ngày xưa. Và chị đã làm được. Và chị mong rằng là cái câu chuyện này, tuy là em không dám chia sẻ, nhưng mà thông qua câu chuyện này, biết đâu gia đình mình đã có thể hàn gắn lại với nhau, liên kết lại với nhau, và nó trọn vẹn nhất có thể. Tại vì thật sự chị nói thật nhá, em có một cái núi tiền mà gia đình mình nó không có trọn vẹn á, nó cũng không gọi là hạnh phúc. Và chị dám chắc là chị dùng cả cuộc đời mình, thanh xuân của mình và tất cả mọi thứ chỉ vì gia đình mình thôi. Và đến ngày hôm nay chị đã làm được hết mọi thứ. Gia đình của chị ngày xưa là tan vỡ hết, nhưng mà chính chị là người kết nối lại được hết tất cả mọi người, tất cả thành viên trong gia đình đến thời điểm hiện tại. Và chị hiểu những gì em đang nghĩ, chị hiểu những cái áp lực mà em đã phải trải qua. Cho nên là quý vị khán giả mà có xem tập này thì chắc cũng không trách quốc được đâu, tại vì là có rất là nhiều điều rất là khó nói đó. Và cuối cùng là sẽ chúc em là vững tin trên con đường của mình, là sẽ thành công hơn, mọi người sẽ yêu quý em nhiều hơn và nhìn nhận Lê Quốc ở một cái phiên bản khác hơn. Đó là ngày hôm nay Lê Quốc đã dám ngồi đây, nãy giờ uống 3 chai nước của chương trình rồi mọi người, tại vì rất là hồi hộp luôn. Uống 3 chai nước của chương trình, đang quay là xin phép cho em uống nước, xin phép cho em uống nước, nó chỉ ngồi nó cười thôi. Và thật sự nãy giờ nó kêu chị hỏi em đi, em hết biết nói gì rồi, chị hỏi em đi. Tức là đã dám vượt qua cái nỗi sợ hãi để có thể ngồi đây và tâm sự cùng mọi người, trải lòng. Em có muốn mọi người hiểu mình nhiều không? Thông qua chương trình này. Muốn chứ. À, và mong rằng mọi người hãy mở lòng, yêu thương Quốc nhiều hơn. Và mong em sẽ chúc em tất cả thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đến cái phần gọi là khách mời nào cũng phải trải qua, đó là mini game. Em thì là chắc là chị biết rồi, em là ông hoàng đá me rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ coi coi là em hiểu gì nhiều gì về me mà em dám bán đá me với số lượng khủng như vậy. Ok, và bây giờ thì hai chị em mình sẽ thách nhau, coi coi là ai sẽ nói được nhiều cái món mà được chế biến từ me nhất. Và thử thách này ai thua. Nhưng mà kể mấy cái món liên quan tới me thì cái mức me mình bỏ qua một bên đúng không? Me cũng được mà, mức me cũng được mà. Mức me mình tính vô luôn. Đúng rồi. Đó. Dạ ok. Ai thua thì người đó sẽ phải chịu hình phạt. Nếu như chị thua thì em muốn chị làm cái gì em nói đi, yêu cầu của em. Còn nếu mà em thua chị thì em gửi đây 20 hộp đá me. Không, một tấn cũng được nữa chứ, mà còn cái việc mà 20 thì nó đơn giản quá. Vậy hả? Ekip chỉ có 20 người thôi, chị lấy 20 thôi, không tham. Không, mỗi người đem về 100kg đi ha. Trời ơi. Rồi, nếu như mà chị thắng em dắt chị về gặp mẹ của em tại Bình Dương. Ok không? Ok. Và nếu như mà chị thua em thì sao? Chị thua em thì chị đợi nhà em chơi một bữa. Chơi ba bữa luôn. Ba bữa luôn. Ừ, phản bái rồi về. Ok. Ok, rồi, bắt đầu nha. À, hiện tại chị sẽ làm một cái deal là chị sẽ nói được hai món từ me. Em tầm chắc cỡ 4 món. Đầu tiên là đá me. Đá me hạt đác của em. Ok chưa? Thứ hai là cua rang me, ghẹ rang me, hột vịt lộn xào me, cút lộn xào me, càng ghẹ rang me, canh chua me, mực rim me, 8 sườn ram me. Là thua rồi. Thua. Yeah. Vậy là em sẽ phải dắt chị về Bình Dương gặp mẹ nha. Ok, Lê Quốc nợ Như một lần. À, nợ Như một lời hứa nha mọi người nha. Rồi mọi người ơi, vậy là chương trình
Chuyện bông đào tập này đến đây là kết thúc. Và nếu như mà mọi người muốn Lê Quốc dẫn Như về gặp mẹ nhanh chóng hơn thì hãy để lại bình luận nha mọi người nha. Và mọi người ơi, tập sau mọi người muốn khách mời nào tham gia trong podcast Chuyện Bông Đào, hãy để lại comment cho Như nhé. Và cảm ơn mọi người đã đón xem tập podcast này đến tận bây giờ. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.